trên lưng con rồng buổi tối, có những cái ánh đèn đổi màu rất là đẹp mắt. Những kỹ sư thiết kế ra cây cầu này quả thực là một tuyệt tác, đã biến cái nhánh thân support thành thân của một con rồng. Cầu rồng ngày nay đã trở thành biểu tượng của thành phố Đà Nẵng. Đây là những sợi dây cáp để support cái chầm cầu. Đây là hình dạng cầu treo, nhưng mà được thiết kế rất là đẹp,